Tisu xin chào cả nhà, chào đón chị em mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Shop. Buổi trưa ngày hôm nay thì Tisu giới thiệu chị em mình cái mẫu áo kiểu này. Chất liệu ở đây thì cả nhà mình sẽ may cho em bằng vải thô, vải linen, kate, xốp. Và với mẫu này thì mặc rất là rộng rãi, dễ thương. Các chị có thể kết hợp với quần jean hoặc là chân váy. Với cái mẫu này định mức vải thì các chị sẽ lấy cho em hai lần dài áo nha. Ví dụ dài áo của mình 60, hai lần dài áo thì mình sẽ có được 1m2 vải nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong phần thiết kế màu áo này. Chúc các chị và gia đình vui vẻ. Cảm ơn các chị xem và nhớ bấm like ủng hộ cho em. Đây là niêm mẫu em dùng để vẽ mẫu áo nè. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Với cái mẫu này thì mình sẽ chườm 1,5 khuyên nút trước nha. 1,5 khuyên nút. Cái dài áo đây em lấy là 55, còn cái bản ren này 11 phân thì mình tính riêng nha, em không có tính vô trong này. Rồi các chị dựng cái thước vuông góc qua, thì từ đây qua đây mình sẽ lấy cái phần ngang vai là bằng vai chia cho 2. Vai ở đây là mình sẽ lấy là bằng 32 chia 2 là bằng 16. Từ đây các chị lấy qua cho em là 16. Sau đó dựng cho em một cái đường vuông góc xuống là 4 phân. Kế tiếp là các chị sẽ lấy cho em là cổ chia cho 5. Cổ chia cho 5 thì các chị sẽ lấy cho em 30 chia cho 5 là bằng 6. Lấy qua cho em một đường 6. Dựng một đường vuông góc. Sau đó là mình sẽ lấy xuống phần hạ ngực. Cái nách này của mình rộng nè, cho nên là các chị lấy cho em là bằng ngực chia cho 5. Các chị cộng cho 2. Dòng ngực ở đây của mình là 80. 80 các chị chia 5 cộng cho 2 là bằng 16, cộng cho 2 là bằng 18. Các chị sẽ lấy xuống cho em 18. Sau đó là các chị sẽ lấy xuống cho em hạ là bằng 36. Rồi bây giờ mình sẽ lấy các đường ngang. Các đường ngang ở đây là mình lấy ngang ngực. Ngang ngực là bằng ngực chia cho 4 cộng cho em là 1,5. Eo chia cho 4 cộng cho em là 2. Và mông chia cho 4 cộng cho là 1. Rồi mông nè thì nó sẽ bằng là 80 chia cho 4 cộng 1 là bằng 21. Lấy qua cho em một đường là 21. Rồi ngang eo. Eo là 66 chia cho 4 cộng 1. 16,5 cộng 1 là 17,5. Rồi ngực chia cho 4, ngực là 80 chia cho 4 cộng 1,5 là bằng 21,5. Rồi chúng ta sẽ nối ba đường này lại chung với nhau nè. Rồi phần này các chị lên cho em là 1 phân thì chúng ta sẽ có được cái phần like. Ở đây dựng đường vuông góc. Rồi cho em là 2 phân. Chia làm đôi. Chia làm đôi lần nữa. Rồi các chị xoay cho em vòng nách ha. Cái cổ này á thì các chị sẽ lùi ra cho em là người ra cho em là 3 phân. Sau cổ này á thì mình lấy xuống là 10. Rồi mình sẽ nối cái phần cổ nè. Dựng cái thước vuông góc nối và chúng ta xoay được cái phần cổ áo. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được cái phần bên ha. Chia làm đôi và dựng một đường vuông góc, cắt cái này 4 phân. Rồi các chị sẽ có được cái phần thân trước. Lát nữa em sẽ hướng dẫn cho mình cái cách mình làm cái phần bèo cổ và bèo lai nha. Cái này là chưa có chừa đường may nha các chị. Khi mình cắt thì mình nhớ chừa đường may. Chúng ta có được cái phần thân trước nè. Từ cái phần thân trước này các chị thực hiện xong thì các chị kéo lùi ra. Các chị thực hiện cho em cái phần thân sau. Phần thân sau này á thì chúng ta không cần 1,5 khuyên nút này, cho nên là em sẽ xếp cái đường này lại nè.
Đó. Rồi các chị sẽ lấy lên cho em đường này là 2 phân. Lùi cho em 1 phân. Thấy cái phần hông này ra cho em là 1. Cái cổ này á là bắt đầu từ ở dưới nè, cổ thân sau thì bắt đầu từ dưới đó, chị lên cho em là 6 phân. Mình nối đường này liền vô, đặt cây thước nối về cái phần lùi lên 6 phân này. Rồi các chị sẽ đi cho em một cái đường thẳng từ dưới mình lên phía trên, thì chúng ta lấy được cái đường ngang eo lại. Rồi chúng ta sẽ cắt được cho cái phần này 1 phần. Rồi chúng ta có được cái phần thân sau ha. Bây giờ mình sẽ cắt cho cái phần thân sau này. Sau khi mà các chị có được cái phần thân sau rồi á, thì chúng ta sẽ làm cái phần bèo 11 phân này trước. Các chị sẽ đo cho em từ đây xuống đây là 11 phân, từ đây xuống đây là 11 phân. Cái bèo này á, là các chị sẽ xếp gấp đôi so với cái phần thân ha. Ví dụ ở dưới phần này em đo nó được là 21 nè, thì cái phần này các chị sẽ lấy là cho em gấp đôi là 42. Gấp đôi lên và canh sợi là canh sợi dọc ha. Cái bèo này là mình sẽ làm cho thân trước và thân sau. Cái này em chỉ làm mẫu cho một miếng thôi nha. Khi mà các chị làm thì các chị nhớ là với một phần thân là mình sẽ gấp đôi lên. Chúng ta sẽ có được cái phần bèo ha. Bèo này thì các chị sẽ may gút dúng. Mình may gút dúng, cái mình gắn vô là chúng ta sẽ được cái phần bèo trên thân nè. Rồi bây giờ đối với các phần bèo trên cổ thì sao? Phần bèo trên cổ thì các chị cũng cắt cho em cái đoạn nhỏ như vậy đó, nhưng mà bèo này thì các chị cắt cho em là 1 phân rưỡi thôi, không có cắt nhiều nha. Các chị làm 1 phân rưỡi, sau đó chiều đường may và chiều cái đường bẻ nẹp vô nha. Chiều đường bẻ nẹp cho em là 5 ly, chiều đường may nữa là 1 phân. Cộng lại tổng là mình sẽ cắt một cái miếng bèo có độ lớn là 3 phân. Nhưng mà ở đây là em cắt cái thành phẩm của nó là 1 phân rưỡi nè. Để em rút dúng thôi cho chị em mình xem nha. Cái phần bèo này á, thì các chị phải cắt dài. Tại vì á, mình sẽ gắn bèo bắt đầu từ ở dưới lai này, gắn lên cổ và dòng ra sau. Trên cái miếng này nó phải dài và các chị phải may nối nó vô nhớ nha. Tại vì mình không có đủ dải dài để mình làm đủ đâu, mà các chị sẽ nối lại thì rút dúng nó sẽ che đi. Thì cái bèo này nó sẽ nằm từ ở dưới này, nó nằm lên, nó vòng qua cổ. Trên bắt buộc cái phần này là các chị sẽ phải may cho em một cái nẹp 4 phân rời ra nha. Rồi cái này cũng tương tự này, các chị cũng sẽ rút dúng. Rút dúng là chúng ta sẽ đi từ cái phần cổ bên trái sang cổ bên phải ha. Rồi chúng ta sẽ bẻ dọc xuống so với cái phần nẹp. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện cho cái mẫu áo này. Thì Su sẽ giới thiệu thêm cho mình về cái phần tay áo. Tay áo ha. Rồi ta xem chiếc cái này nó bung ra, mình thay dáng như vậy. Mẫu 497 thì mẫu hôm nay là mẫu 498. Mình sẽ chỉ cái phần tay áo này. Rồi bây giờ để vẽ được cái phần tay áo thì mình sẽ đo cho dòng nách.
đo dùm nách thân trước. Dù dùm nách thân trước này em đo được là bằng 21 nè. Rồi em đo cho cái dòng nách thân sau em được là 22 nè. Hai cái dòng nách này em đo được là 21 và 22 ha. Thì các chị sẽ lấy cho em cái phần dài tay. Cái áo này dài tay thì các chị sẽ lấy cho em dài tay là 20. Sau đó là từ đây nè, các chị đo ngược lại xuống cho em một đoạn là bằng ngực chia cho 10 cộng cho 3 là 80, chia cho 10 cộng cho 3 thì chúng ta gần bằng là 11. Thì các chị đo xuống cho em là 11 nằm đây. Sau đó là dựng cây thước vuông góc lên nè. Rồi kế tiếp là các chị lấy 21 cộng với 22, 21 cộng với 22 thì là 43, chia 2 là bằng 21,5. Thì các chị đặt cây thước xéo vô đây cho em là bằng 21,5, đặt vô đây chia làm đôi. Sau đó là mình sẽ lấy xuống một phân lên hai phân. Rồi đó, thì từ đây nè các chị sẽ lấy ra đây cho em thêm 6 phân. Cái này 6 phân thì chúng ta sẽ cắt và may rút dúng được cho cái phần cái áo này. Và ở dưới thì mình sẽ có một cái miếng nẹp nha mấy chị. Dưới thì chúng ta sẽ cắt cái miếng nẹp bằng cái phần cửa tay thôi, chúng ta không cắt dư. Và miếng nẹp này phải là miếng nẹp phần 7 gấp đôi nha. Và miếng nẹp này có độ lớn là 2,5. Đây, độ lớn của nó là 2,5 nè. Rồi, thì chúng ta vừa hoàn tất được cho cái phần tay áo và nẹp tay áo và may tay vào thân. Thì các chị sẽ nhìn thấy ở đây với cái phần tay này á, thì chúng ta sẽ rút dúng cho cái phần tay này, rút dúng ở dưới nè, rút dúng lại phần tay trên này, các chị cũng rút dúng ở cái phần đầu tay thì chúng ta sẽ tạo được cái phần tay phòng. Và cái miếng này thì chúng ta ráp vừa lại thì chúng ta hoàn tất được cho cái mẫu áo này là 4978. Chúc chị em mình thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai vào lớp 12 giờ.